Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Chí Dũng đối diện với án tù 10 đến 20 năm và khẳng định không vi phạm pháp luật. Viện Kiểm soát ở thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa ra cáo trạng đối với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng khiến ông có thể bị hình phạt tù từ 10 đến 20 năm. Nhưng ông vẫn khẳng định rằng không vi phạm pháp luật. Luật sư bảo chữa cho ông cho biết như vậy. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bảo chữa cho nhà báo Phạm Chí Dũng, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sau lần đầu tiên tiếp xúc với thân chủ vào hôm 10 tháng 11 tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Đó là vào chiều ngày 10 tháng 11 năm 2020, tôi có vào tiếp xúc với ông Phạm Chí Dũng. Trong lúc làm việc với ông Phạm Chí Dũng, có đại diện của Viện Kiểm sát là ông Đào Công Lữ đến để giao cáo trạng. Cáo trạng dài 12 trang ra ngày 10 tháng 11. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Chí Dũng trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2014. Ông Phạm Chí Dũng nhận cáo trạng và ghi vào giấy nhận cáo trạng rằng tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam và ông ký tên. Sau đó, ông Phạm Chí Dũng có nói với tôi rằng trong tất cả các bản cung ông hoàn toàn không có chữ ký và nếu nơi nào có chữ ký thì ông có ghi là dòng chữ tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Miếng đã cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết thêm như thế. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đã liên lạc với Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 12 tháng 11 để tìm hiểu thêm về phản ứng của cơ quan này trước phát biểu của ông Phạm Chí Dũng về bản cáo trạng nhưng không được phản hồi. Kể từ khi bị bắt vào tháng 11 năm 2019 cho đến nay, đây là lần đầu tiên ông Phạm Chí Dũng được tiếp xúc với luật sư và gia đình ông cũng không được thăm gặp. Luật sư Nguyễn Văn Miếng cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết hiện tại ông chưa có kế hoạch bảo chữa cụ thể cho ông Dũng, nhưng theo luật sư, với lần tiếp xúc này cho thấy ông Dũng không nhận tội. Luật sư nói tiếp như sau, trên tinh thần là ông Dũng không nhận tội, ông nói rằng những việc ông làm thì ông nhận, tức là ông nhận hành vi, nhưng truy tố ông phạm theo điều 117 khoản 2 với mức án tù 10 đến 20 năm tù thì ông không đồng ý. Tôi đã nói với ông Dũng rằng ông bị truy tố theo khoản 2, ông nói là họ truy tố mình khoản mấy chẳng được. Đây là hình ảnh các nhà báo như Lê Hữu Minh, Tuấn bên trái và Nguyễn Tường Thụy giữa và Phạm Chí Dũng. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đồng thời là một cộng tác viên thường xuyên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Cùng chung với cáo trạng với ông Phạm Chí Dũng, còn có Phó Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 năm 2020 và nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt vào tháng 6 năm 2020. Trong diễn biến liên quan, vào hôm 6 tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt blogger Nguyễn Văn Lâm để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đài truyền hình tỉnh Nghệ An cũng loan tin rằng ông Nguyễn Văn Lâm, người dùng Facebook với tên Lâm Thời, đã đăng tải và chia sẻ nhiều video, hình ảnh, bài viết có nội dung vi phạm pháp luật. Cụ thể là có 35 bài có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu đảng, chính quyền và nhiều cơ quan nhà nước, đồng thời kích động các tầng lớp nhân dân chống đảng và nhà nước. Nhà hoạt động xã hội dân sự, ông Phạm Chí Dũng và đồng nghiệp đang bị bắt giữ có thể sắp được đưa ra xét xử trong vòng vài tháng nữa, tức là vào khoảng cuối năm 2020, đầu năm 2021. Theo một luật sư được gia đình mời bảo chữa từ Sài Gòn cho biết. Vào hôm 21 tháng 10 năm 2020, luật sư Nguyễn Văn Miếng từ văn phòng luật sư đã nói với Đài Tiếng Nói BBC tại London rằng ông nhận được công văn phúc đáp của cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã kết thúc điều tra vụ án ông Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy và đã gửi hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng đọc bản điều lệ trước các thành viên sáng lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014 và tuyên bố thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức nhà báo phát triển tới 80 thành viên và có thể là nói lớn nhất ở Việt Nam mà không do Đảng Cộng sản Việt Nam chi phối. Ngay sau khi ông Phạm Chí Dũng bị bắt vào tháng 11 năm 2019 và ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt mấy tháng sau đó vào tháng 5 năm 2020, gia đình các ông đã liên lạc và nhờ tôi tham gia bảo vệ luật sư bảo chữa cho các ông. Luật sư Nguyễn Văn Miếng nói với Đài BBC từ Sài Gòn như thế. Trong số những người được các ông mời, theo tôi được biết còn có luật sư Đặng Đình Mạnh, đồng nghiệp của tôi.
Sau đó, chúng tôi đã tiến hành các thủ tục theo luật định để xúc tiến việc tham gia bảo chữa cho các ông. Đến trưa hôm nay, tức là ngày 21 tháng 10, tôi đã nhận được một văn bản của cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 16 tháng 10 năm 2020 phản hồi. Sở dĩ tôi nhận được văn bản này là vì sau khi ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt, thì gia đình có mời chúng tôi như trên bào chữa cho hai ông. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi gửi văn bản để đăng ký bào chữa, thì cơ quan an ninh điều tra khi đó đã gửi một văn bản nói rằng khi nào kết thúc điều tra thì mới cho chúng tôi tham gia. Bình thường khi kết thúc điều tra thì cơ quan đó phải gửi văn bản cho chúng tôi, nhưng ngược lại, chúng tôi thường xuyên phải gửi văn bản yêu cầu cho được tham gia làm luật sư bào chữa. Và lần này, vào hôm 16 tháng 10, cơ quan an ninh điều tra mới gửi một thông báo và nói rằng họ vừa kết thúc điều tra xong. Cái này không phải tự nhiên họ gửi, mà do tôi đã gửi công văn, giấy tờ lặp đi lặp lại việc đăng ký làm luật sư bào chữa, thì họ mới trả lời và phản hồi bằng một thông báo rằng vụ án đã kết thúc điều tra hôm 15 tháng 10, họ chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng với kết luận điều tra. Đây là hình ảnh các thành viên sáng lập Hội Nhà báo Độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014. Cho nên bây giờ, họ lại bảo chúng tôi liên hệ với Viện Kiểm sát để được cấp thông báo bảo chữa. Có vấn đề ở chỗ là đáng lý ra, sau khi kết thúc điều tra, họ phải gửi cho chúng tôi một thông báo bảo chữa. Trong đó nói rằng cơ quan của họ đã kết thúc điều tra và luật sư hay các luật sư được phép tham gia trong vụ án này. Nhưng họ lại không làm thế. Họ lại đi đường vòng và bán cái. Đó là đưa qua bên Viện Kiểm sát thành phố và như vậy gây mất rất nhiều thời gian cho các luật sư, buộc chúng tôi phải làm hồ sơ để đăng ký. Trong khi Viện Kiểm sát có cấp ngay cho chúng tôi hay không thì đó là một vấn đề khác. Thông thường sau 24 giờ nhận được hồ sơ và đề nghị của luật sư thì họ sẽ thông báo việc cấp thông báo bảo chữa. Tuy nhiên, kinh nghiệm nhiều lần cho thấy chúng tôi vào nộp và thông qua đăng ký tại Viện Kiểm sát thì họ bắt đợi cho đến khi nào họ ra cáo trạng và khi đó thì họ sẽ chuyển qua tòa án. Và câu hỏi được đặt ra là cuối năm có thể xét xử hay không? Khi được hỏi việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tác nghiệp của các luật sư và khi nào thì vụ án với các nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy mới được đưa ra xét xử, cũng như có thể được xét xử như thế nào? Luật sư Nguyễn Văn Miếng đã đáp trả như sau. Khi chuyển hồ sơ qua tòa án như thế, người ta có thể cấp cho chúng tôi thông báo bảo chữa. Như vậy thì các luật sư mất đi rất nhiều thời gian để vào cuộc. Còn về khả năng khi nào vụ án sẽ được đưa ra xét xử thì cái này còn tùy theo tòa án thôi. Nhưng thường thì một tháng nữa sau khi Viện Kiểm sát hoàn thành và chuyển giao cáo trạng qua tòa án. Sau đó thêm một tháng tới hai tháng nữa nếu không sớm hơn và không có gì đặc biệt thì tòa án sẽ đưa ra xét xử. Và hiện nay đã là cuối tháng 10, đầu tháng 11 cho chúng tôi sớm hơn, nhất là cuối năm nay họ sẽ đem ra xét xử. Đây là hình ảnh vào ngày 4 tháng 1 năm 2015. Chi hội Nhà báo Độc lập miền Bắc tổ chức tọa đàm Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam qua 6 tháng thành lập. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, chủ nhiệm Hội Nhà báo Độc lập, là người ngồi hàng đầu, thứ ba từ bên phải. Thông thường các vụ án hình sự ở Việt Nam rất ít khi được thay đổi tội danh. Người ta có thể thay đổi giữa khung này với khung khác, nhưng tội danh thì ít khi được thay đổi. Và hai ông Dũng và ông Thụy đã bị họ truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước, được quy định theo điều số 117 Bộ luật hình sự vào năm 2015, sửa đổi vào năm 2017, thì theo tôi là ít khi họ sửa đổi tội danh. Và sức khỏe và thông tin của các ông khi bị giam giữ như thế nào? Khi được hỏi về sức khỏe cũng như các thông tin có thể có về tình hình của các nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy, luật sư Nguyễn Văn Miêng đã nói như sau. Chính là do việc cơ quan an ninh điều tra của công an, nhà nước không cho luật sư được tham gia bảo vệ quyền lợi cho các thân chủ của chúng tôi ngay từ khi hội bắt, nên tới nay chúng tôi không có bất cứ một thông tin nào về thân chủ của mình và bản thân gia đình hai ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy cũng không được gặp họ. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng thân nhân của hai ông dù không được gặp nhưng được gửi đồ vào tiếp tế. Đây là hình ảnh Hội Nhà báo Độc lập họp mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 2 năm ngày thành lập, mùng 4 tháng 7 năm 2016. Và hiện nay hai ông đều đang bị giam tại số 4 Phan Đăng Lưu, là trụ sở của cơ quan an ninh điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nay, sau khi đã được thông báo chính thức của cơ quan an ninh điều tra là họ đã kết thúc điều tra vụ án, thì tôi đã hướng dẫn cho thân nhân của ông Phạm Chí Dũng cũng như vợ ông Nguyễn Tường Thụy là họ có thể liên hệ với nơi giam giữ để họ cho thăm gặp. Tôi cũng muốn nói thêm là hai ông Dũng và ông Thụy bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu
nhưng hai ông lại thuộc sự quản lý của trại giam Chí Hòa. Trại giam này có hai cơ sở, một là trại giam Chí Hòa và thứ hai nữa là trại số 4 Phan Đăng Lưu. Về sức khỏe của hai ông thì tôi được biết là ông Thụy trước khi bị bắt có bị ốm đau, còn ông Dũng thì trước khi bị bắt tôi không nghe thông tin đó như thế nào. Tới đây chúng tôi sẽ khẩn trương làm các thủ tục, công việc cần thiết để có thể bào chữa và bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp và hợp lý cho thân chủ của mình trước cơ quan pháp luật và tòa án. Còn khi nào chúng tôi được phép tiếp xúc với các thân chủ của mình, chúng tôi hy vọng sẽ có các thông tin đầy đủ và tốt hơn về tình hình của họ. Luật sư Nguyễn Văn Miếng đã nói như vậy với đài BBC. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 với bản tin Phạm Chí Dũng đối mặt với án tù 10 đến 20 năm, khẳng định không vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.